tới vài trăm triệu đồng cho một cái đồ khui rượu vang. Mà đây là hình thù của một con cá mập. Đồ khui hoàn toàn từ chất liệu vàng nguyên khối AU750 với công nghệ nén vàng không bọt không xốp và chuẩn hội ngoại logo nên vàng hồng sáng bóng như thế này. Ánh bóng một chai rượu vang thì mình sẽ khui bằng cái khui thì đó là xưa giờ rồi. Nhưng cái khui cũng phải khác biệt, uống một chai vang mà khui một cái đồ khui rượu vang mà tới vài cây vàng như thế này mà vài trăm triệu đồng như thế này thì chai vang đó chắc sẽ ngon lắm. Ngon vì phải qua bước công đoạn là khui bằng cái khui bằng vàng và phiên bản này là chưa hoàn thiện, còn sẽ hoàn thiện nữa là gắn hai viên kim cương qua hai cái mắt và đến những viên kim cương trên những cái vải sóng nữa, hoàn thiện vài bước nữa như là đồ để cắt cái nắp nè, rồi đồ khui sẽ được có công tắc và đồ khui này sẽ sử dụng cái vảy cá mập này để mình bật mở ra nữa nè. Hiện tại hoàn thiện mới có 70% thôi, còn 30% là sẽ hoàn thiện. Và một cái công đoạn nữa là bọc phần da, bọc da cá. Mà da cá là phải da cá mập, mà chọn vân đẹp nhất của con cá mập để gắn, để bọc vào đây nữa. Cái phần giữa này hiện tại Kỳ Lăng mới có hoàn thiện nguội thôi và không có làm bóng, bởi vì để bọc cái phần da cá mập vào đây. Còn những cái phần đầu, phần đuôi, phần vảy là đã hoàn thiện rồi, phần khui đã hoàn thiện rồi. Ở cái miệng này nè, miệng cá mập này có thể khui được những chai bia nữa nè. Còn đây là phần để mà mình dặn vào, mình khui cái nắp trong cái chai rượu, khui cái cục nắp bằng. Và còn cái đây là để chức năng là bật mở cái này ra, và đồng thời sẽ kèm theo một cái đồ để cắt cái tem trên cái chai rượu vang. Đồ khui rượu vang này là tới hơn 4 lượng 4 vàng lận.